Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn đến các bạn một cái video clip về cách hiệu chuẩn cân điện tử. Và cái mẫu cân chúng ta hôm nay đó là mẫu cân thủy sản SUPERDAT. Và cân SUPERDAT thì có những cái mức trọng lượng như phổ biến như là 3 kg, 6 kg, 15 kg và 30 kg. Thì trong cái một thời gian dài sử dụng thực tế thì cân có thể bị lệch, hoặc là mình trong quá trình sử dụng mình có thể tự kiểm tra cái mức độ chính xác của cân của mình thì như thế nào. Thì video clip này sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cân lên và chờ cân khởi động. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn là 2 quả cân chuẩn, 1 quả 1 ký và 2 quả 2 ký. Thì và cái mức maximum của cân này là 3 ký. Thì cái điều cơ bản là chúng ta sẽ chuẩn bị làm sao cái quả cân chuẩn, cái mức quả cân chuẩn làm sao mà thứ nhất là 1/3 trọng lượng maximum, thứ hai là 2/3 trọng lượng maximum và cộng lại thành ra là 3/3, có nghĩa là trọng lại bằng với trọng lượng maximum của cân. Thì quá trình canh chỉnh hiệu hay là hiệu chuẩn cân, làm sao cho cân chính xác lại thì như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm tổ hợp phím on, zero và set, và chúng ta giữ trong vòng 3 đến 5 giây, và sau khi nghe tiếng beep thì chúng ta thả ra. Và chúng ta sẽ bấm T để xác nhận, và chúng ta hiện thấy là mức 3 kg. Đầu tiên tiếp tục chúng ta sẽ bấm T, và chúng ta màn hình hiện tại nó đang hiển thị là 1 kg, thì chúng ta sẽ bỏ lên 1 ký, và sau đó chúng ta sẽ bấm xác nhận là thứ nhất, và cân hiện là 2 kg, và chúng ta sẽ bỏ một quả cân chuẩn 2 kg trở lên, và cân đã xác nhận, và chúng ta sẽ bấm T để xác nhận tiếp, và hiện tại là cân đã hiển thị 3 kg, và chúng ta sẽ bỏ lên. Và lúc này chúng ta sẽ bấm tiếp T để xác nhận, và cân đã quá trình hiệu chuẩn cân như đã xong, và chúng ta sẽ bỏ quả cân chuẩn xuống. Và lúc này đây thì chúng ta sẽ tắt cân và mở cân để kiểm tra lại quá trình hiệu chuẩn cân đã thành công hay chưa và chính xác hay không. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bỏ một quả cân chuẩn lên và nó đã đúng.